Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy học của Video Phúc Anh. Và sau đây là bài hướng dẫn tạo viền bao quanh cho ảnh không nền. Các bạn quan sát trên màn hình desktop của mình. Mình có một hình cô gái ở đây. Sau khi mình tạo cái hiệu ứng viền bao quanh thì chúng ta có một cái viền trắng bao quanh như thế này. Nó giúp làm nổi bật cái nhân vật của chúng ta lên. Đấy. Thì các bạn có thể chọn một cái màu nào đó, ví dụ xanh đỏ tím vàng chứ không nhất thiết là màu trắng. Thì cái bài học này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Thì đầu tiên thì chúng ta cần phải có cái hình ảnh để chúng ta thực hành. Chúng ta sẽ lên Google, chúng ta đào về. Các bạn sử dụng cái trình duyệt web. Ở đây mình sử dụng Google Chrome. Đấy. Các bạn lên Google chẳng hạn. Rồi mình sẽ gõ vào thanh tìm kiếm của Google. Đó là cái từ People. PNG. Đấy. People PNG. Nhấp vào nút Search. Rồi các bạn nhấp tiếp vào cái chữ hình ảnh. Nhấp vào đây. Để cho nó cho ra kết quả toàn là hình ảnh thôi. Bây giờ mình sẽ tìm cô gái vừa nãy và mình đào về để thực hành. Đấy, cô ta đây. Nhấp vào. Ở đây có một cái dấu hiệu để chúng ta phân biệt đó có phải là ảnh không nền hay không. Các bạn quan sát nó có cái sọc kẻ caro ở đây này. Đó, đó chính là ảnh không nền. Chúng ta nhấp vào cái phần xem hình ảnh để chúng ta chọn cái kích thước lớn nhất, cái chất lượng tốt nhất của cái hình ảnh. Chúng ta nhấp chuột phải vào cái hình này, chọn phần lưu hình ảnh. Đấy. Rồi nó sẽ hiện ra một cái bảng CSS. Các bạn chọn nơi lưu, ví dụ mình chọn desktop là nơi lưu chẳng hạn. Đấy, nhấp vào desktop. Sau đó mình đặt tên là cô gái chẳng hạn. Sau đó nhấn nút save. Thì nó đã tải về máy tính của mình. Sau khi tải xong thì các bạn có thể tạm thời nhỏ cái này xuống. Đấy. Đây chính là cái sản phẩm mình vừa mới tải về. Bật lên cho các bạn xem, nó chưa có một cái viền nào cả. Đấy, bình thường nó như thế này. Rồi, để tiện cho quá trình demo á, thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái văn bản quy trình demo ở đây. Đây, quy trình demo. Đầu tiên là chúng ta sẽ chèn cái phần tử hình ảnh dạng không nền vào để chúng ta thực hành. Thì mình sẽ mở Vegas lên này. Sau đó mình sẽ kéo cái hình cô gái vào. Ở đây do mình đã chọn cái chế độ là 16:9 cho nên là nó bị mất cái phần trên phần dưới. Mình sẽ nhấp vào biểu tượng Even, Pen và Crop. Đấy. Chọn cái tỷ lệ 16:9. Đấy, sau đó mình phóng to cái khung này ra. Rồi, ok. Tắt cái này đi. Để tiện cho quá trình quan sát, các bạn sẽ nhấp vào Media Generator và Color Garden. Chúng ta sẽ cầm một cái tấm nền, kéo xuống bên dưới này. Nhấp vào số 1, điều chỉnh màu sắc chẳng hạn. Nếu bạn nào có tấm nền rồi thì các bạn không cần phải kéo tấm nền giống như mình đâu. Ok. Rồi. Để tạo viền bao quanh cho ảnh không nền thì đầu tiên chúng ta phải nhấp vào cái biểu tượng. Nhấp vào biểu tượng Chat Motion của Chat Video và tích vào ô 2D Glow nằm dưới thanh Position. Có nghĩa là các bạn sẽ nhấp vào biểu tượng Chat Motion ở đây. Đây. Nhấp vào đây. Thì lập tức nó hiện ra một cái bảng điều chỉnh Chat Motion. Ở đây mình sẽ nhỏ cái bảng này lại để chúng ta quan sát được cái màn hình bên này nhé. Rồi tiếp theo các bạn tích vào cái 2D Glow. Các bạn thấy rằng là khi chưa tích thì nó chẳng có hiệu ứng gì cả. Khi mà mình tích vào thì nó sẽ hiện ra một cái viền màu vàng. Đấy, mặc định thì nó sẽ có một cái viền màu vàng thế này. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta chỉ việc đổi cái màu viền và chỉnh lại cái độ mờ viền cũng như là cái độ đậm nhạt của viền. Thì bây giờ để thay đổi cái màu sắc, thì chúng ta sẽ thay đổi ở cái mục Color trong phần 2D Glow phía bên trên. Đây, chúng ta sẽ vào cái phần 2D Glow này. Đó. Chúng ta nhấp một lần chuột trái vào cái bảng cái phần Color đây. Đấy. Thì nó có một cái dấu mũi tên tam giác sổ xuống này. Nhấp vào đây. Thì mình sẽ cầm cái hạt này, mình điều chỉnh màu. Đấy, mình sẽ chỉnh lên màu trắng chẳng hạn. Đây. Rồi, sau khi chỉnh màu thì bây giờ các bạn sẽ điều chỉnh cái độ mờ viền. Đấy, cái độ mờ viền ở cái mục Blur. Và điều chỉnh cái độ đậm nhạt của viền ở mục Intensity. Có nghĩa là như thế này. Đây, cái mục Blur mặc định nó sẽ để là 5%. Chúng ta có thể tăng. Nhấp vào biểu tượng tam giác này, chúng ta tăng lên. Các bạn thấy, khi mà mình tăng lên thì nó sẽ nhòe rộng ra. Đấy, giảm xuống thì nó bóp lại. Đây thì ở mức độ
Khoảng các bạn nên để khoảng 0,5 hoặc là 1 feet thôi. Đây mình để 1 feet nhá. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chỉnh cái mức độ đậm nhạt của cái viền bằng cách chỉnh cái phần intensity ở đây. Tăng lên. Rồi mình tăng mát luôn. Thì bây giờ chúng ta có một cái viền rất là rõ ràng. Tuy nhiên nó bị méo, nó hình như nó hơi méo so với cái nhân vật ở đây. Rồi thì chúng ta sẽ điều chỉnh kích thước và cái vị trí tương đối của viền so với cái phần tử hình ảnh bằng cách điều chỉnh thông số ở phần position đấy. Hoặc điều chỉnh trực tiếp trên khung điều chỉnh bằng cách là khóa và mở thông số XY. Nghĩa là như thế này. Ở đây thì bởi vì kim thời gian, đấy, đặt kim thời gian vào đây nhá. Mình nhấp lại vào chess motion. Bây giờ các bạn sẽ điều chỉnh cho cái phần position này thông qua các con số XY này. Nhưng mà như vậy lâu, để trực quan thì mình sẽ điều chỉnh trực tiếp trên này. Thì mặc định ở trên này á, nó sẽ tích vào hai cái ô đó là log aspect ratio và scale about center. Đấy, hai cái thông số XY nó để trắng như thế này. Đấy. Nếu mà nó chấm đậm như này thì các bạn mở nó ra. Rồi bây giờ như này nhá. Nguyên tắc điều chỉnh như sau. Nếu các bạn muốn cái viền này nó bóp ngắn lại theo cái chiều chiều dọc này đúng không? Thì chúng ta sẽ khóa cái trục X và mở trục Y. Mình sẽ cầm vào cái hạt tròn tròn đây. Đưa chuột lên đây. Đấy, nó sẽ thành cái hạt tròn tròn. Chúng ta kéo nó xuống. Đó, cái bóng cái viền nó đã cân đối giữa trên và dưới rồi đấy. Ok. Tiếp tục các bạn muốn bóp cái viền này theo chiều ngang thì chúng ta mở X và khóa Y. Thì chúng ta sẽ bóp cái này vào. Rồi. Các bạn muốn di chuyển cái viền này thì các bạn chỉ việc đưa chuột vào cái vùng trống giữa này. Đấy, các bạn kéo. Đấy, các bạn thấy có một cái viền. Nó thực chất nó là cái bóng thì đúng hơn. Đấy. Rồi mình sẽ đặt làm sao cho nó cân đối nhá. Thì các bạn có thể sử dụng phím qua lại lên xuống. Ở đây mình sẽ bật cái bàn phím ảo lên. Đấy, mình sẽ sử dụng phím qua lại lên xuống. Đầu tiên là mình nhấp vào đây. Đấy, mình dùng phím qua lại lên xuống. Rồi các bạn có thể phóng to cái này lên, sau đó mới điều chỉnh qua lại lên xuống để cho nó nhích từng tí một. Đấy, như thế này là rất ok rồi đấy. Rồi vậy là xong. Xong thì mình chỉ việc là tắt cái bảng này đi. Đấy. Mình xem bên trong này. Rồi các bạn có thể làm tương tự với phần 2D shadow. Tức là cái phần này. Đây các bạn nhấp vào đây. Ở đây nó có mục là 2D shadow nữa. Thì các bạn tự nghiên cứu nhé. Thì nếu mà chọn shadow thì chúng ta sẽ không chọn glow. Đấy. Có một cái lưu ý đó là chúng ta phải có một cái tấm nền. Nếu mà chúng ta sử dụng 2D shadow thì chúng ta phải có một cái tấm nền bên dưới thì cái phần màu nó mới hiển thị cho chúng ta thấy. Còn nếu mà chúng ta để dạng nền đen chúng ta không thấy gì đâu. Đấy. Thì trong khi chỉnh kích thước và vị trí tương đối của viền á, tức là chỉnh ở cái khung này này. Các bạn có thể tùy chọn cái bỏ bỏ chọn hai cái này hoặc là nhấn giữ hai cái này. Đấy. Thì tùy cái trường hợp. Cái này thực chất là cái căn thôi. Cái này là căn tự động căn về trung tâm. Này là căn ra góc. Này cũng không quan trọng lắm, nhưng mà tốt nhất là mình chỉ cần chỉnh X và Y là được rồi. Đấy. Thì đó chính là cái bài hướng dẫn tạo viền bao quanh cho ảnh không nền. Còn nếu mà các bạn muốn hủy cái viền này đi á, thì các bạn chỉ việc bỏ tích ở 2D Glow này là xong. Nó sẽ không có cái viền nữa. Các bạn lưu ý rằng là khi mà chúng ta chọn cái chế độ 2D Glow này thì khi xuất phim á, nó sẽ tốn thời gian một chút nhá. Nên là chúng ta phải cân nhắc trước khi lựa chọn cái hiệu ứng này. Đấy. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài hướng dẫn tiếp theo của video Phúc Anh.